Rồi, mình xin chào các bạn. Đố các bạn giờ mình đang làm gì? Bữa nay mình ăn với cái món xào xào với củ kiệu tươi á. Nhưng mà để cho các bạn, hồi các bạn biết nha, mình không nói là vợ mình đang làm cái gì đâu. Bữa nay hai bé này sẽ làm món ăn rã diện chính ha. Làm món gì đây? Dưa kiệu hả? Đầu bếp nhí làm món dưa kiệu. Biết củ kiệu này trồng đâu không? Trồng dưới cát á, đất cát á, cho nên củ kiệu rồi rất là mình về mình rửa rất là nhiều cát. Bé Viên không phải là thích tưới cây mà bé Viên thích xịt nước. Thấy không? Bị sâu. Gà xào. Đó giờ mình chưa ăn gà xào, mình chỉ có ăn gà hầm, gà nướng, gà luộc, gà nấu cháo. Lòng gà xào thì có nhưng mà gà xào thì chưa ăn. Nay đầu bếp chính làm cho ăn món gà xào củ kiệu. Gà mình xào rồi mình nêm nếm chút gia vị rồi mình cho nó chín. Cho nó chín rồi mình mới bỏ cái củ kiệu vô. Gà nó hơi lâu chín rồi. Cho nó săn đi, cho nó thơm sạch đi rồi cho nó đổ nước vô. Bỏ nước hơi nhiều hả? Nó chín rồi nó sắp xuống. Cái này mang tiếng xào thực chất ra là mình nấu gà cho nó chín thì mình bỏ vô, bỏ dưa kiệu vô, nhưng mà ít nước, nêm tí đường, tí muối, lại miếng nước mắm. Mắm dặn tí xíu rồi cho nó ngon. Nước nó đâu có chín nổi. Thì nắp lại nó mới chín. Gà này gà vườn nó hơi dai. Để nắp lại. Sau một lúc thì gà đã chín. Bây giờ vợ mình bỏ cái củ kiệu vô.
Rồi mời các bạn vô dùng cơm chiều với mình nhé. Dài heo quyền. Quên mấy con cá heo nữa. Mình còn mấy con cá heo. Cá heo thay heo. Gì nữa không có gì trên đó. Xào dưa hành nó dễ ăn hơn xào dưa kiệu. Dưa kiệu mấy đứa nhỏ ăn có cái mùi hăng hăng. Đúng rồi.
Xào cũng kiểu chín rồi, đâu có còn ngọt nữa rồi. Tại nó không ăn hết. Hôm nay có gà mà không có bẫy. Hôm nay bẫy đâu, bẫy làm tối luôn rồi. Chưa gỡ. Chưa gỡ bẫy sơ làm chiều rồi ăn, phải mất làm tối. Đất buồn là về không được. Làm tới tối giờ rồi hả? Bây giờ về hả? Rồi, như vậy là nhà mình mới về ăn cơm xong. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình từ sớm giờ nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo.